Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023, sáng nay, nhóm chia sẻ Sa Trinh phối hợp Báo Khăn Hoàng Đỏ, Chùa Pháp Minh, huyện Đoàn Đức Hòa, tổ chức chương trình Tết cho em năm 2023. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự. Chương trình đã trao 200 phần quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng, trong đó gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 700 ngàn đồng. Tổng kinh phí trao tặng 240 triệu đồng do nhóm chia sẻ Sa Trinh hỗ trợ. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Hòa phối hợp chùa Pháp Minh, công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết sẽ chia và trao 300 xuất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi xuất quà trị giá 800.000 đồng, trong đó 500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng nhu yếu phẩm. Tổng giá trị các phần quà là 240 triệu đồng do công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ tài trợ.